Xin kính chào quý khán giả, quý cô chú anh chị trở lại với video mới nhất trên kênh của Lăng Thăng Vlog vào tối nay. Và mới đây nhất thì có một bức tâm thư vừa được tung ra nha cả nhà. Và chúng em tin rằng khi đọc được cái bức tâm thư này thì ai nấy cũng vô cùng thương cảm chị Ni luôn nha cả nhà. Không nghĩ rằng trong cái thời điểm này thì chị Ni lại gặp nhiều những áp lực và những cái trăn trở như vậy. Có nghĩa là có một chú nhà báo rất nổi tiếng có lên và chia sẻ cái điều này về chị Ni và chúng em tin rằng khi mà nghe được bức tâm thư này thì ai nấy cũng vô cùng thương cảm và đồng cảm với nữ hậu tướng của Hàm Loan trong thời điểm này nha cô chú anh chị. Cụ thể thì chú nhà báo này đã viết, cuộc đời thật lắm éo le, nhân xâm thì ít mà rễ tre thì lại nhiều. Hôm trước còn là bạn, hôm sau là kẻ thù và chỉ có cái đầu lạnh như ni thì mới chịu nổi những cái cơn sóng dồn dập như vậy. Tôi đã nhìn thấy Ni gượng cười theo những trò đùa mà chính bản thân mình lại chẳng thấy vui. Cố gắng kéo dài sự lắng nghe, xong trong thâm tâm chỉ muốn mau kết thúc. Ni quá hiểu những quyền lợi và những xung đột giữa những người này với người nọ đang xen lên nhau. Nếu mà mình bắt người này thì lại đụng chạm đến người kia, tất cả cũng chỉ vì lợi mà ra. Nghĩ đến cũng dội chán trường, cũng vì một phần Hồng Ni quá nổi bật như giữa thảm cỏ xanh. Một cành bông rắn dương lên ngạo nghễ thu hút tất cả những ánh nhìn nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt ghen tị đó cũng là lẽ thường tình nếu cho đi cho qua bao nỗi buồn phiền thì ni phải biết chiêm nghiệm lại để lắng nghe âm thanh của một sự tĩnh lặng sẽ ngộ ra nhiều điều thú vị hơn thôi dẫu sao thì cũng vì một lời hứa một lời hứa của người quân tử như đinh đóng cột cố đi cho hết đoạn đường này con nhé và chị ni cũng đã lên xác nhận luôn chú thật sâu sắc tức là Chị Ni rất đồng tình với những cái lời mà chú nhà báo này đã viết trong bài viết này nha mọi người. Đúng là bây giờ chị Ni ở lại là vì lời hứa trước kia nha cả nhà. Chứ không phải vì cái gì cả. Chúng ta đã biết rồi, chị Ni đã quá mệt mỏi trong thời gian đến với Hồng Loan. Không được cái gì cả mà chị toàn gặp những câu chuyện ganh ghét hơn thua và dụ dập nhau mà thôi. Và đỉnh điểm cho cái việc họ cố tình câu kết với nhau để đưa chị Ni ủ tờ. Nhưng cũng may là nhờ cái phước phần và cũng như là nhờ những sự chính nghĩa của chị Ni trong suốt thời gian vừa qua mà chị Ni đã vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn đó. Và để bây giờ ngồi nhìn lại thì cảm thấy vô cùng bất mãn. Và chúng em nghĩ là bây giờ chị Ni cũng muốn đắn đo đó mọi người. Có thể là muốn rời ra ma nhưng không đành bởi vì thương Hồng Loan. Vì cái lời hứa với Hồng Loan lúc trước mà chị Ni phải tiếp tục đi cho hết cái đoạn đường còn lại thôi. Nhưng chúng em nghĩ là dù có như thế nào đi nữa chúng ta vẫn tôn trọng và yêu thương chị ni nha cả nhà dù chị ni có ở lại drama này hay là rời drama thì chúng em vẫn luôn luôn tôn trọng nữ hộ tướng này bởi với những gì chị đã làm trong suốt thời gian qua chị vừa giúp cho hồng loan có được những thành quả những thành tựu như hôm nay còn cái việc mà bún bò họ có nói gì họ công kích gì thì chúng ta chỉ nghe để biết thôi nha mọi người và cũng đừng nên có những cái sự suy diễn rồi chúng ta để vào tận cái trang của chị ni để mà chất vấn để hỏi thì như vậy sẽ khiến cho chị ni áp lực thêm nha mọi người thời điểm này là thời điểm cuối của rama và cũng được xem là thời điểm mà chị ni sẽ ngồi nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra trong hơn một năm qua có thể là chị ni sẽ chọn cách im lặng dừng lại và cũng có thể chọn cách tiếp tục để giúp Hồng Loan đến cái đoạn đường còn lại. Giúp Hồng Loan coi như là trọn vẹn đạt được một cái kết có hậu nha cả nhà. Thì chúng em cũng chỉ biết hy vọng thôi. Hy vọng là chị Ni sẽ được vượt qua cái khoảng thời gian này để đứng lên đồng hành cùng với Hồng Loan trong thời gian sắp tới. Thì đó là những cái bức tâm thư rất hay mà chúng em muốn chia sẻ để khán giả thấy được những câu chuyện diễn biến xung quanh Hồng Loan. Đặc biệt là câu chuyện về chị Ni nha mọi người. Bây giờ thì việc Nội dáng nhà Hồng Loan vẫn chưa ai lên tiếc Sáng nhận cả Tất cả chỉ là những tin đồn mà thôi Có những người ở trong nhà số 5 bị gọi tên Như anh Sang Người ta đã cho rằng anh Sang còn móc nối Với người anh bạn thờ kia Rồi cung cấp thông tin gì đó Nhưng chúng em không biết Chúng em tin rằng đó chỉ là những lời đồn đoán thôi nha cả nhà Chứ chúng em thấy rằng Anh Sang thì vẫn đang nguyệt mày Đồng hành cùng với Hồng Loan Trong tất cả các chiến thuyện nguyện Những cái điểm diễn và những công việc kinh doanh và dạ, chúng em tin rằng với một người như anh Sang thì sẽ không bao giờ có những hành động sai lầm với Hồng Loan đâu nha mọi người. Anh cũng thừa hiểu rằng nếu như mà anh có những cái hành động gì đó không đúng đắn với Hồng Loan thì sẽ bị khán giả lên án giống như là lên án người anh bàn thờ kia. Cũng giống như là lên án chị que thôi nha cả nhà. Cho nên mình tin rằng anh Sang cũng biết được đâu là cái điều mình nên làm trong cái drama này. Thì chúng ta cứ đợi thôi nha cô chú anh chị. Hãy đợi một người nào đó Hồng Loan hoặc là những người khác trong team số 5 đoàn thị điểm lên tiếng xác nhận cái điều này. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ nghe như là một cái sự giải trí thôi. Chứ đừng có bận tâm và cũng đừng có suy diễn quá nhiều để khiến những thành viên như Hồng Loan, Chị Nư, Quá Tư Bắc Thanh thêm phần suy nghĩ nha cô chú anh chị. Và tiếp theo thì cũng có một thông tin mà chúng em cũng muốn chia sẻ. Đó là tấm hình mà bây giờ nhiều người họ đang chia sẻ với nhau và họ vô cùng bức xúc luôn nha cả nhà đó là trong đêm qua thì danh hề lê tím danh hề hết thời đã mò đến nhà của cô trợ lý và chụp những tấm hình bên cạnh bức tượng của chú năm vũ linh nha mọi người và không ngờ một kẻ hai mặt một tên nịnh hót một tên gian thần một tên nô lệ lê tím lại đến nhà cô trợ lý để làm những điều bẩn bựa và không giống ai như thế này ví dụ anh ta là một người chính nghĩa thì anh ta chụp cái tấm hình này cũng chả ai nói gì mà nó lại càng trân trọng hơn nha cả nhà còn đằng này thì anh Lê Tiếm là một tên hai mặt. Lâu nay anh ta đã đứng lên chửi rủa đâm thọc và có những lời công kích con gái của chú Năm. Thế nhưng bây giờ anh ta lại còn mặt mũi để giác đến nhà của cô trợ lý và chụp cạnh bên hình của chú Năm. Thì không biết là Lê Tiếm còn một chút tự trọng hay không nha cả nhà. Một chút xấu hổ nào hay không mà lại làm những cái điều không giống ai như vậy. Lẽ ra thì Lê Tiếm phải cảm thấy xấu hổ khi mà đứng bên cạnh những cái tấm hình của chú Năm mới đúng. Một bên thì đi chửi con người ta, hại con người ta. Còn một bên thì đi chụp hình với người ta thì giống như là yêu thương chú Năm lắm vậy. Một con người chỉ lợi dụng vào hình ảnh của chú Năm Vũ Linh để mà kiếm wheel, kiếm like và bất chấp trong drama này nha cô chú anh chị. Lê Tiếm thì bây giờ đúng ra là chúng em không muốn nhắc đến nữa. Tuy nhiên những cái hình ảnh mà Lê Tiếm đến tận bàn thờ của chú Năm Vũ Linh chụp hình thì chúng em thấy là quá đáng lắm rồi. Và chúng em nghĩ rằng Hồng Loan cũng nên lên tiếng và đuổi thắng mặt con người này. Vì không thể nào một bên thì cứ lên chửi con người ta, bao nhỏ, chúc phạm, hạ bệ như vậy. Còn một bên thì chụp hình với cha của người ta nha cả nhà. Những con người vô cùng trơ trẽn không biết sao mà họ còn cái sĩ diện để xuất hiện trên cộng đồng mạng nhiều như vậy. Lê Tiếm được tài trợ một cặp giá tình thương từ Mỹ về Việt Nam và đi cúng tổ nghề với chị Ve rồi cũng cúi đầu xin lỗi thiếu bánh xèo nha mọi người cũng định bợ anh thám tử để được xuất hiện chung trong một khung hình và bây giờ thì lại mò tới tận nhà của cô trợ lý để chụp ké đứng ké cái tượng của chú năm vũ linh đúng là một con người không còn một chút sĩ diện và liêm sĩ nào nha mọi người khán giả chúng ta hãy nên quan tâm cái anh này nhiều hơn bởi vì anh ta càng ngày càng lố lắm rồi và nghe nói rằng là anh ta cũng muốn đến tận nhà số 5 đoàn thị điểm để hỏi tội hồng loan nha cô chú anh chị không biết ta anh ta có dám đến hay không. Nhưng chúng em tin rằng nếu như Lê Tiếm mà thật sự có xuất hiện tại nhà số 5 thì sẽ được rất nhiều anh em youtuber hỏi thăm nhà cả nhà. Chắc chắn điều đó luôn. Còn bây giờ chúng em xin kết thúc video này tại đây và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.